Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài số 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng. Sách giáo khoa môn toán lớp 6. Và các em nhớ, đây là bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6, thầy đã làm ta đủ 3 bộ sách rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Các em có thể tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang các em học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 23 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 nè. Bài số 1 thì yêu cầu nè, khẳng định nào sau đây là đúng và khẳng định nào sau đây là sai. Đấy. Vậy thì ở đây người ta cho mình 3 câu nè, 4 câu nè, câu A, câu B, câu C và câu D. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm câu thứ nhất nè. A nè, 1560 cộng với 390 chia hết cho 15. Đó, vậy thì cái khẳng định này nè, đúng hay là sai? Đấy, vậy thì các em phải xác định được khẳng định này đúng hay sai. Muốn biết được cái khẳng định này nè, đúng hay sai thì chúng ta sẽ làm là giấy nháp nè. Các em sẽ làm là giấy nháp cho thầy. Ta sẽ lấy từng cái số này này, chia cho 10, 15. Mình áp dụng cái công thức này gì các em? A chia hết cho gì? Cho E gì? N. B cũng chia hết cho gì? N. Thì suy ra được tổng của gì? A cộng với B sẽ chia hết cho gì? Cho N. Vậy thì A ở đây là bao nhiêu? Là 1500 gì? 60, đúng không? Số B ở đây là bao nhiêu? 39 gì? 390. Và N ở đây chính là số bao nhiêu? Số 10, 15. Đúng không? Đấy. Như vậy ở đây thì mình sẽ làm như thế nào đây? Ta có này. Ta có nhá. Các em sẽ thấy nào. 1560. 1560 này sẽ chia hết cho bao nhiêu? Chia hết cho 10, 15. Đúng không? Đó. Và cái gì nữa các em? Và số 390 này nè. 390 này nè. Cũng chia hết cho 10, 15. Vậy thì hai số mà đều chia hết cho 15 thì tổng của nó sẽ làm sao? À đúng rồi, nên từ hai cái này mình sẽ suy ra nên 1560 cộng với 390 này sẽ chia hết cho 10, 15. Vậy thì cái khẳng định này là đúng hay sai? Vậy cái gì? Khẳng định trên là đúng không? Đó. Khẳng định trên là đúng nhá. Đó, chứ chúng ta không tự nhiên đùng cái chúng ta vào khẳng định này là đúng được, bởi vì chúng ta phải thực hiện như thế này để chúng ta mới khẳng định được nó đúng hay là nó sai. Đó, có nhiều thầy cô hướng dẫn giải ở đây, chúng ta tự nhiên đây cái này đúng hay là sai được ngay. Đó, đúng xong là giải thích là vì thì nó sẽ không hợp lý, đúng không nào? Đó, các em phải giải thích được vì sao nó đúng, vì sao nó sai rồi mình mới khẳng định nó. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta làm bài các em nhé. Rồi tương tự như vậy câu B. Số nè, 456 cộng 555. Đó. Vậy thì bây giờ mình cũng phải xét ở đây nè. Ta có nè. 4, 5 nè, 6 này nè. Nó có chia hết cho 10 hay không? Đấy, thì mình phải xét xem. 4, 5, 6 này nè, nó có chia được hết cho 10 không? Như vậy thì các em có thể dùng máy tính ta bấm nhé. Như vậy ở đây 456 này nè, sẽ không chia hết cho 10. Được chưa? Rồi, 555 này, 555 này, không chia hết cho 10. Vậy thì hai số này nè, mà không chia hết cho 10 thì tổng của nó, đúng không? Vậy, không, chúng ta chưa kết luận là vậy, nên đúng không? Nên 456 này, cộng 555
sẽ không chia hết được cho gì? Cho 10. Đấy. Vậy thì người ta nói là tổng này không chia hết cho 10, vậy thì đây là đúng hay sai? Đúng đúng không? Vậy khẳng định trên, vậy thì khẳng định trên chúng ta cũng khẳng định là khẳng định gì? Là đúng, đúng không? Đấy, được chưa? Thầy làm rất là chậm rãi nhá. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm câu C. 77 cộng với 49 không chia hết cho 7. Đó, vậy thì giờ mình cũng xét từng anh nè. Ta có nè, 77 nè, có chia cho 7 không các em? À, như vậy 77 sẽ chia hết được cho 7. 49 nè, có chia hết cho 7 không? Cũng chia hết cho 7. Nên là gì? Tổng 77 nè cộng với 49 nữa nè sẽ làm sao? Chia hết cho 7. Vậy mà người ta khẳng định là gì? Nó không chia hết cho 7. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời, vậy khẳng định trên là sao? Khẳng định trên là sai. Được chưa? Đấy. Xong chưa nào? Xong nhá. Rồi, tương tự như vậy thì còn câu D. Các em có tự làm được không? Dễ như ăn kẹo thôi đúng không? Chúng ta cũng xét từng số này. Ta có này 6.624 này. Các em xem nó có chia được hết cho 6 không? Như vậy 6.624 nó chia hết cho 6. Rồi 1.806 này cũng chia hết được cho 6. Vậy thì hai số mà chia hết cho 6 thì hiệu của nó sẽ làm sao? Hiệu của nó cũng sẽ làm sao? Chia hết cho 6, đúng không nào? Trừ 1.806 sẽ chia hết cho 6. Đấy. Vậy thì chúng ta mới trả lời, vậy thì ở đây người ta nói là chia hết cho 6, vậy thì khẳng định trên làm sao? Đúng hay sai? À đúng rồi, khẳng định trên là đúng, đúng không? Đấy. Như vậy qua bốn cái câu này thì chỉ có câu gì? Câu C đây này là sai nhá. Được chưa? Còn lại chúng ta là đúng hết. Rồi. Giờ chúng ta sẽ sang cái bài tiếp theo, bài số 2. Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết? Phép chia nào là phép chia có dư? Và người ta hỏi chấm đây này, tức là mình phải giải thích là vì sao, tức là vì sao nó là chia hết, vì sao nó là chia có dư. Và viết kết quả phép chia dạng này, A bằng này B nhân Q cộng R. Đó, các em nhớ cái dạng này chưa? Tức là B đây là gì? Số gì? Thương nhân với số chia cộng R là số gì? Số dư. Với điều kiện là lúc nào thì số chia cũng phải lớn hơn số gì? Số dư nhá. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời nè. Câu thứ nhất nhá. Bài số 2. Một trăm bốn mươi bốn là cậu A nhá. 144 chia cho 3. Như vậy thì ở đây các em sẽ đặt cái phép tính ở đây, các em chia cho thầy này. 144 chúng ta phải chia ra giấy nháp, chia cho 3. 14 chia cho 3 thì được mấy? Được 4 đúng không? 43 12 còn dư 2. Hạ 4, 24 chia 3 được 8. 83 24, như vậy đây sẽ bằng cái gì? Đây sẽ là số dư đây nè, sẽ là 0. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ có nè. Ta có nè 144 nè chia cho 3 thì bằng mấy? Bằng 48. Và chúng ta ghi đây cho thầy là chữ dư 0. Đó, dư 0. Để làm gì? Để mình xác định được R nhá. Vậy thì chúng ta có thể viết như sau này. 144 này, chúng ta viết theo dạng công thức này này, sẽ bằng B. B ở đây chính là gì? 40 mấy? 48 đúng không?
tức là bằng B nhân với gì? B nhân với Q, tức là bằng 3 nhân cho 4, 10, 18. Đúng không? Rồi, B nhân Q cộng R, cộng R đây là gì? Là 0. Đúng không? Vậy thì đây là phép chia gì? Chia hết nhá. Được chưa? Đó. Các em hiểu chỗ này chưa? Đó, giờ mình xóa cái này đi mà mình viết. Vậy đây là phép chia hết. Được chưa? Xong chưa nào? Đó, các em phải khẳng định A thì bằng B nhân Q cộng R. Đó, B nhân Q cộng R nha các em. B ở đây nè, các em phải nhớ nè, cái B đây nè là số gì? Số bị chia thì số bị chia lúc nào cũng phải là gì? Lớn hơn gì? Số dư đây nè, nhớ nhá. Rồi, tương tự như vậy câu B. Câu B của chúng ta người ta cho là 144 chia cho 13. Vậy thì các em cũng nháp ra đây, 144 nè, chia cho 10, 13. Vậy thì 14 chia cho 13 thì được 1, đây còn dư 1 nè. Tiếp tục hạ 4 này, 14 chia 13 được 1 nè, đây lại dư gì? Dư 1. Như vậy ở đây nó sẽ là gì? Được 11 và dư 1 nè. Đó, và các em phải viết ở đây nè. Ta có nè, 144 nè chia cho 13 thì bằng bao nhiêu? Bằng 11 dư mấy? Dư 1 nhá. Đấy. Vậy thì ở đây mình mới viết theo cái dạng công thức tổng quát của họ nè. Vậy thì 144 này nè sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 13 nhân với gì? 11 cộng với số dư ở đây là cộng với R nè. Đấy, được chưa? Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cái cách mà chúng ta viết và chúng ta khẳng định ở đây. Vậy thì đây là phép chia gì? Đây là phép chia có gì? Có dư. Được chưa? Vậy thì đây là phép chia có dư. Phép chia có dư. Được chưa nào? Xong nhá. Rồi, bây giờ mình đến câu tiếp theo là câu C. 144 chia cho 3, 30. Như vậy thì cũng tương tự như vậy, các em cũng đặt ra giấy nháp cho thầy. 144 này chia cho 30 xem được bao nhiêu. Như vậy thì 144 mà chia cho 30 thì chúng ta sẽ được khoảng mấy lần? 33 là 9. Như vậy thì 14 không chia được, chúng ta phải lấy cả luôn đúng không? Đây được khoảng 3 lần. 30 là 0 nè, 33 là 9 nè. Nếu mà 4 thì là 12. À, lấy 4 được không? Ở đây chúng ta lấy 4 đi. 144 nè, đây lấy 4 đi. 40 là 0 nè. 43 10, 12. Như vậy đây sẽ còn dư mấy? Dư 24. Đúng không? Được 4 dư 24 nhá. Sẽ bằng nè, 4 và dư 24 nè các em. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì từ cái này nè, chúng ta mới ghi nè. Vậy cộng R đây chúng ta ghi vừa nãy thầy quên đây nhá. Bằng 13 nhân 11 cộng R, tức là cộng với gì? Cộng với 1 đây nè. Đó. Được chưa? Đấy, thầy làm câu này thầy nhớ ra câu đó này. Vậy 144 à sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng 4 à nhân với 3, 30 cộng với R, tức là cộng cho 2, 24. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ khẳng định, vậy thì đây là phép chia gì? Suy ra đây là phép chia gì? Là phép chia có dư. Đây là phép
chia có dư. Được chưa? Rồi. Đấy, xong chưa nào? Rồi mình sẽ sang bài tiếp theo. Bài số 3. Tìm các số tự nhiên Q. Đó, các số tự nhiên Q và R, biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau. À, tức là mình sẽ tìm bài số 3 nhé. Câu A này. Người ta cho này, 1290.98 bằng 354 Q. Đó, cái số Q đây này, cộng với R. Với điều kiện ở đây nè, R đây nè, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Và R đây nè, phải nhỏ hơn gì? Hơn 345. Đấy, 340.15. Đấy, vậy thì ở đây thực chất là chúng ta áp dụng cái dạng như ở câu số gì? Câu số 2 thôi, đúng không? Đúng không? Vậy thì mình chỉ việc thực hiện một phép tính thôi. Các em sẽ lấy gì? 1298 này, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 345 cho thầy. Đó, xem nó bằng bao nhiêu. Được chưa? Các em nháp cho thầy nè. 1298 này chia cho 345. Đó, như vậy chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? 129 không được, ta phải lấy luôn cả mà gì? 4 chữ số. Đúng không? Thì được khoảng 3 lần. 53 15 viết 5 nhớ 1 này, 34 12 nhớ 1, 13 viết 3 nhớ 1, 33 là 9 nhớ 1 là 10. 3 6 2 trừ đi 1 còn 1 0. Như vậy đây là bao nhiêu? 163. À đâu, cái này đâu có trừ, 263. Được 3 và dư bao nhiêu? 363. Vậy thì 3 đây nè. 3 đây chính là gì? Là Q nè các em. Và đây chính là gì? R nè. Đấy, hiểu chưa? Đúng không? Tức là trong cái cách viết số tự nhiên của chúng ta, ví dụ 4 nhân với A thì người ta viết nó là gì? 4A. Vậy thì 354 nhân với Q tức là gì? 354 này nhân với gì? Nhân với Q này các em. Đấy, được chưa? Vậy thì giờ mình chỉ việc lập luận này, ta có nè. Ta có nè, 1298 nè chia cho 345 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 3 và dư 260.63. Vậy thì các em sẽ kết luận được ngay. Đúng không? Vậy thì Q sẽ bằng bao nhiêu? Q sẽ là gì? Bằng 3. Và R sẽ bằng mấy? R sẽ bằng bao nhiêu? 260.63. Đấy, với điều kiện R nhỏ hơn 345, đúng chưa? Đấy, đơn giản như là kiểu ăn kẹo thôi, đúng không các em? Chả có gì khó cả, đúng không? Rồi, sang câu B nhé. Cũng giống như câu A thì chúng ta sẽ có một cái phép tính nè. 40.680.85 nè sẽ bằng 985 Q. Tức là chỗ này sẽ là gì? Nhân với Q đấy các em. Cộng với số dư R. Với điều kiện nè, R đây nè, lớn hơn hoặc bằng 0 và nó phải nhỏ hơn số chia, tức là nhỏ hơn 980.85. Đúng không? Đó, vậy thì giờ các em cũng lại làm phép chia cho thầy nè. Các em lấy máy bấm cho nó nhanh cũng được. Thầy không có để cái máy ở đây nên là thầy thực hiện phép tính chia luôn nè. Chia cho 985 nè, thì các em sẽ chia được bao nhiêu? Như vậy chúng ta phải lấy đến 4 chữ số, đúng không? Thì được khoảng 4 lần nè. 5420 không nhớ 2, 8432, 32 nhớ 2 là 34, viết 4 nhớ 3, 9436, 36 nhớ 3 là 39 nè, 8 nè, 2 nè,
1 nè. Như vậy đây hạ số mấy, hạ số 5 xuống, chúng ta được bao nhiêu? Chỉ được 1 lần thôi đúng không? Vậy đây là 9, 8, 5. Được chưa? Đấy, hãy giờ mình trừ đi nè. 0 nè, 0 nè, 12 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 3. Hết. Như vậy chúng ta sẽ được bao nhiêu? 41 và dư 300. Đúng không? Được 41 và dư 300 nè. Vậy thì 41 này là chính là gì? Q và 300 này chính là gì? R. Được chưa? Đó, vậy bây giờ ta có nè. Bao nhiêu? 40.000 nè. 685 chia cho 985 sẽ bằng bao nhiêu? Đó, các em viết vào đây cho thầy. Sẽ bằng 41 và số dư của chúng ta là bao nhiêu? 300. Đó, thầy xóa cái phần mà mình nháp ở đây đi nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì đến đây mình sẽ trả lời được ngay là vậy. Vậy thì Q sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ là thương là 41 và R sẽ là bao nhiêu? 300. Đó, đơn giản đúng không? Xong nhá. Rồi, sang cái bài tiếp theo nào. Bài số 4. Trong cái phong trào xây dựng nhà sách của chúng ta, lớp 6A thu được 3 loại sách. Đó, 3 loại sách kìa. 3 loại sách do các bạn trong lớp đóng góp nè. Sách thứ nhất gọi là truyện nè. Truyện nè. Này được bao nhiêu? 36 quyển nè. 46 quyển truyện ngắn nè. À, đây là truyện tranh. Đây là truyện tranh nhá. Ta ghi số lượng thôi để chúng ta biết là 40 nè. Truyện ngắn nè. Các bạn được bao nhiêu? Anh kia là 36 chứ anh này 40 chứ. Đây là 36 đúng không? Anh này 4 gì? 40. Rồi. Và 15 quyển quyển thơ. Đấy, như vậy đây là thơ nè. Là có bao nhiêu? 15 quyển. Có thể chia số sách đã thu được thành 4 nhóm với số lượng quyển bằng nhau không? Và hỏi, người ta hỏi là vì sao? Đấy. Vậy thì đối với bài này chúng ta sẽ có mấy cái cách giải các em. Rất là nhiều cách giải đúng không? Cách thứ nhất ta cộng tổng đây nè, xem ba cái thằng này nè, tổng của nó bằng bao nhiêu. Đó, để xác định xem nó có chia. Đó, đấy là một cách rất đơn giản chúng ta học tiểu học. Rồi cách thứ hai chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất ở đây là chúng ta chia từng cái anh này cho 4 nè. 4 nhóm. Cho 4 nhóm tức là các nhóm ở trong cái lớp này đó các em. Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta làm nhé. Ta có nè. 36 chia được hết cho mấy? Cho 4 nè. Bao nhiêu? 40 nè. Cũng chia hết được cho 4 nè. Nhưng số 10, 15 này nè, thì nó làm sao? Không chia hết cho 4. Đúng không? Đấy, chính vì không chia hết cho 4 như thế này nên hay là vậy. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy thì cái tổng nè, 36 cộng với 40 cộng với 10, 15 sẽ làm sao? Không thể chia hết được cho 4. Đó. Do đó, cái tổng này không chia hết cho 4 được thì chúng ta sẽ kết luận. Được chưa? Tổng này không chia hết cho 4 thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy thì không thể. Kết luận như vậy thì chúng ta không thể. Như vậy thì chúng ta nè, không thể, đúng không?
Không thể nè. Chia số sách đã thu. Chia cái số gì? Số sách này đã thu, đúng không? Chia số sách đã thu thành mấy? Thành 4 nhóm. Được chưa? Với số lượng quyển bằng nhau. Đó, vậy thì đây là gì? Một cái cách ngắn nhất, nhanh nhất mà chúng ta có thể gì? Có thể làm nhá. Đấy, ngoài cái cách này ra thì đây là cái cách mà chúng ta đang học này. Hoặc là chúng ta sẽ dùng đến một cái cách khác. Cách số 2 đúng không? Cách là cách của tiểu học đó các em. Đấy. Cách số 2 thì mình sẽ tính là tổng số gì? Tổng số quyển sách hay là tổng số sách này lớp 6A người ta thu được, đúng không? Tổng số sách lớp 6A thu được là, thì các em sẽ lấy gì? Tất cả ở đây các em cộng vào này, 36 này cộng với 40 này cộng với 10 15. 36 với 40 là 76. 76 cộng với 15 thì sẽ được là 90 mấy? 91 quyển. Đúng không? Đấy. 91 quyển nè. Như vậy giờ mình sẽ chia đều cho 4 nhóm có được không nè? Đó. Vậy thì ta có nhá. 91 nè. Chia cho 4 thì nó như thế nào các em? À, như vậy thì 91 chia cho 4 nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 22 và dư 3. Đấy, dư mất 3 quyển rồi. Vậy thì đến đây mình cũng sẽ kết luận vậy. Vậy thì chúng ta cũng không thể gì? Chúng ta cũng không thể chia số sách trên. Được chưa? Không thể chia số sách trên thành gì? 4 nhóm. Thành 4 nhóm với cái số lượng quyển bằng nhau. Đó, vậy thì đây chính là một cái cách mà chúng ta làm các em nhé. Đấy, cái cách thứ hai để cho các em tham khảo. Rồi, và đến đây thì các em đừng quên chia sẻ kênh cũng như video của chúng mình cho các bạn đang ngồi chung bàn, chung lớp, chung trường nha các em. Tạm biệt các em.